Dạ, là đầu tiên thì cho Nguyễn xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Mình đang trở lại với kênh của Nguyễn ha. Thì hôm nay Nguyễn có cái nhân duyên gặp được, biết được một vị sư huynh đang đang tu quý vị. Thì huynh có cái che tấm bạc ở ngoài đồng trống vậy đó. Rồi huynh tu. Thì ở đây thì cũng có rừng cây hai bên, rồi ở trong đó thì huynh cũng che một cái miếng bạc nhỏ để mà tu tập. Thì cái nhân duyên thì Nguyễn cũng nhờ huynh chia sẻ, thì Nguyễn cũng muốn nói cái địa điểm cho quý vị, nhưng mà huynh cũng chia sẻ với Nguyễn thôi. Giờ huynh cũng vô đây cũng chưa có gì hết trơn, thì thôi đi, từ từ đi cho khán giả biết. Thì đây quý vị, hello huynh Tiến. Trời ơi, chào huynh Tiến. Thì thôi để em để gắn cái mic cho huynh Tiến trước đi ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị khán giả, thì cũng hữu, rất là hữu duyên quý vị. Thì có một cái chuyến đi ở núi Tượng á, thì Nguyễn cũng được quen huynh Tiến. Nhưng mà cái dịp đó đó thì đợt đó thì Nguyễn quay huynh Đồng Sĩ, nhưng mà chưa có dịp để mà quay huynh Tiến. Thì bây giờ trở lại thì có cái nhân duyên được biết huynh tu tập, thì Nguyễn cũng muốn nhờ huynh chia sẻ một cái đôi lời pháp với tất cả quý vị khán giả. Thì cái này là buổi sáng thôi huynh Tiến. Buổi sáng. Thì thôi nhờ huynh Tiến có đôi lời chào quý khán giả mình đi ha. Xin kính chào các vị xem trên kênh của Nguyễn. Tiến đang sống cái môi trường sống gọi là khổ hạnh. Dạ. Xin các vị chứng minh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì buổi sáng là huynh được mấy miếng thổ hả? Này thổ ha. Dạ. Cái này huynh tính làm món gì huynh Tiến? Kho nghệ. Dạ. Kho nghệ. Món này là làm cũng ngon lắm quý vị. Ủa huynh Tiến đang nấu nước luôn á hả? Đang nấu nước trà. Ồ, đang nấu nước trà quý vị. Đây. Ủa là huynh nấu trà vô đây luôn hả huynh Tiến? Đúng rồi. Này quý vị, huynh nấu trà nè. Đâu cho đệ dở cái nồi này thử coi huynh Tiến ăn cái gì nha. Ừ, nồi cơm á. Ồ, nồi cơm nè quý vị. Mô Phật. Quý quá. Thôi à, bây giờ nè quý vị xem ha. Cái đường vô nè, hai bên thì có 2000 cây. Đó, ở trong này thì huynh chỉ che tấm bạc thôi. Ủa đây là mình huynh về đây lâu lâu chưa huynh Tiến? Về đây là được cỡ 10 ngày, hơn 10 ngày. Dạ. Thì huynh có huynh đệ làm việc thật sự, thì huynh mới về đóng góp một phần nào công việc. Dạ. Để là cùng huynh đệ trong công việc. Thật ra thì Nguyễn cũng có ngồi nói chuyện với huynh Tiến rồi quý vị. Cũng anh em huynh đệ cũng uống nước trà, thì Nguyễn cảm nhận được những cái lời pháp của huynh á, thì cũng rất chân tình chia sẻ các anh em huynh đệ. Khi mà Nguyễn hỏi con đường tu hay là có chướng ngại gì đó, thì Nguyễn cũng hỏi huynh, thì cái lối chia sẻ rất là nhiệt tình, rất là bình dân, nhưng mà nó cũng rất là ý nghĩa. Thì tính ra là huynh Tiến đi năm nay nữa là bao nhiêu năm rồi huynh Tiến? Từ khi huynh đi con đường này là hơn 4 năm rồi. 4 năm ha. Dạ. Dạ, nhưng mà em đã nhớ là huynh có nói là lúc đó là huynh được chuyển là từ năm bao nhiêu tuổi huynh Tiến? Từ năm chuyển thì 38 tuổi. Dạ. Nhưng mà mình không có biết. Tại vì hồi đó là mình sống ở xã hội. Mình cũng làm công việc xã hội như các vị. Dạ. Thì lúc đó thì huynh không có biết. Nhưng mà qua một cái thời gian dài 2 năm, thì lúc đó thì huynh được cái hiệu ứng ở cho gọi là tâm linh á. Dạ. Thì huynh phải đi quay đầu con đường học đạo. Dạ. Cho nên là lúc đó thì huynh mới quyết định rằng mình sẽ đi con đường này. Thì những ông đạo thì thường hay gọi là căn. Dạ. Còn huynh thì
có duyên với Phật gia thì mình gọi là duyên nghiệp. Dạ. Thì lúc đó thì huynh mới đi con đường của học Phật gia. Dạ. Đó, thì huynh có cái duyên đó. Huynh đi con đường Phật gia nhưng mà cái hạnh là gọi là ông đạo bần á. Ông đạo bần. Gọi là bần tu á. À. Không phải là mình là người xuất gia theo cái tỳ kheo. Dạ. Đó, thì cái pháp môn của huynh là tu hạnh là của ông đạo bần. Dạ. Ông đạo bần hoặc là bần tu. Dạ. Vậy đó. Quý quá. Bây giờ là hai huynh đại huynh làm ha. Nó nấu chưa? Thì đang làm đó. Đầu huynh đại mình cứ làm bình thường đi. Rồi có gì mình chia sẻ khán giả là như là cái cách nấu món ăn này luôn. Thì nó rất là quý. Giờ thì hai anh em huynh đại thôi, buổi sáng thì huynh cũng nấu ăn chậm trà này quý vị. Nguyễn thì Nguyễn hay đi núi là Nguyễn khoái là cái bình trà dữ lắm. Loại mệt cỡ nào đi chăng nữa mà được uống một hai cái tách trà nóng á quý vị. Thì cảm nhận là trong thân tâm mình á là nó mát mẻ, nó an lạc mà nó hoan hỷ nữa. Thì Nguyễn thì đi quay núi nhiều lắm rồi, nhưng mà thôi bây giờ trở về đây thì nó không phải là núi nha quý vị, nó không phải là núi, nhưng mà nơi nào hay là như thế nào thì từ từ thì mình sẽ hiểu rõ hơn. Thì như Nguyễn ở đây thì Nguyễn thấy là Vinh có gì đây, có cái mền, cái võng, võng Vinh giặt nè quý vị, giặt rồi tấm mũ. Cũng đơn giản, cũng gọn nhẹ lắm quý vị. Trời ơi, cái cảnh ở đây quá đẹp quý vị ơi. Thật sự là đối với một cái vị tu á quý vị, mà mình có một cái nơi như thế này để an tĩnh. Nguyễn cũng biết là huynh có hành thiền nữa quý vị. Thì huynh Tiến hành thiền là bao lâu rồi huynh Tiến? Huynh hành thiền á là bước đầu vào con đường này là huynh đã hành thiền rồi. Dạ. Nhưng mà lúc đó là huynh không có hiểu cái chữ thiền. Dạ. Lúc đó là huynh cái duyên nghiệp mình tới đó thì huynh ngồi là luyện hơi thở. Dạ. Nếu nói như cuộc đời là người ta gọi là luyện hơi thở, luyện khí công. Dạ. Nói là bên Nhật ta các vị mà bên môn võ đó thì người ta gọi là luyện khí công, nhưng mà mình á là mình luyện hơi thở để mình trị bệnh á. Dạ. Thì lúc đó thì huynh này chỉ nghĩ mình là luyện hơi thở để trị bệnh thôi. Dạ. Thì ngồi được 3 tháng rưỡi thì huynh thấy hiệu quả là cái bệnh của huynh á. Dạ. Nó khuyên giảm 10 phần, nó là còn là 2 phần. Thì khi mà mình giải được những cái bệnh duyên nghiệp của mình rồi á thì lúc đó huynh mới đi xa hơn nữa. Dạ. Là đi vào đạo. Dạ. Học tu học thiền. Thì cái niệm này có phải là cái pháp quán niệm hơi thở như Đức Phật, mình thở ra mình biết mình thở ra, mình hít vào mình biết mình hít vào không huynh, hay là nó là một cái khác nữa? Để cái này thì dạ, để huynh chia sẻ nó kỹ hơn. Đó là cái gọi là sơ thiền. Dạ. Cái này Phật gia được gọi là sơ thiền. Sơ thiền là luyện hơi thở để trị bệnh. Dạ. Và nhìn hơi thở là quán chiếu, gọi là quán chiếu tâm. Dạ. Nó cái hơi thở của mình á nó tụi như là tâm. Dạ. Đó thì mình nhìn vào hơi thở của mình để mà mình điều tiết trong cơ thể của mình. Bình thường như các vị cũng thở nhưng mà mình không quan tâm. Không quan tâm giống như là mình không hiểu gì hơi thở hết. Dạ. Tại vì nó là cái tự nhiên của mình từ xưa tới giờ là mình chỉ có là mình thở là chuyện bình thường. Cho nên là khi mà mình đi vào con đường này, nó là cái duyên nghiệp mình á, thì lúc đó mình lấy cái hơi thở làm chủ. Thì mình theo dõi hơi thở thì mình sẽ thấy được cái bệnh của mình nó nằm ở đâu. Dạ. Và khi mình đi một thời gian dài mình sẽ hiểu được cái hơi thở
của mình nó sẽ điều tiết trong cơ thể của mình, gọi là tế bào. Yeah. Thì từ mình hiểu được cái đó thì khi cái tế bào mà mình ở chỗ nào nó bị bệnh, lúc đó mình sẽ đưa tâm vào hơi thở, quán tưởng ngay chỗ đó. Yeah. Thì lúc đó khi mà mình đi nhiều ngày, nó trở thành một cái thói quen, thì cái tâm của mình á, nó sẽ đưa vào được hơi thở. Yeah. Mà nếu mà nói ở cuộc đời mình á, là gọi là những cái vị mà luyện khí công để mà trị bệnh đó, đó là họ sẽ trước khi họ đưa cái luồng khí đó vào cái chỗ bệnh đó, thì họ phải đưa cái tâm thức họ hướng vào đó. Thì cái luồng khí công đó là nó sẽ đưa vào ngay cái chỗ tế bào chết của mình. Yeah. Nó đang hành, thì họ sẽ hóa giải được cái bệnh. Đó là Huynh đã làm rồi và đã chữa được nhiều căn bệnh cho mình rồi. Dạ. Yeah. Trong cái chuyến hành trình mình đi hả Huynh? Đó là hồi đó đó, từ nhỏ là Huynh đã bị một cái căn bệnh là suy thận mãn hay là gì? Suy thiếu oxy não hả? Không phải, là bệnh mộng du. À. Quên cái gọi là suy nhược thần kinh. Dạ. Một phần. Mà lúc đó là Quên là bị từ nhỏ. Dạ. Nhưng mà tới khi mình lớn lên á, thì Quên mới hiểu là cái mà suy nhược thần kinh đó, thì nó sẽ không có thuốc trị. Dạ. Khoa học bây giờ vẫn biết điều đó, nó không có thuốc trị. Nó chỉ có thuốc an thần thôi. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình trị được cái căn bệnh đó thì chỉ có là thiền thì mới trị được căn bệnh đó. Đó là điều tức hơi thở. Thì cái những cái pháp á, dĩ nhiên là Nguyễn sẽ làm cho tất cả quý vị khán giả mình cùng xem rồi. Nhưng mà đến ở đây lần đầu tiên Nguyễn cũng đến nơi của Huynh. Thì Nguyễn cũng muốn hiểu cách xung đoạn của Huynh. Huynh Tiến thì ở đây là Huynh buổi tối là Huynh ngủ ở đâu Huynh Tiến? Buổi tối là Huynh trải cái tấm bạc đây nè. À. Tấm bạc ngay đây. Dạ. Rồi Huynh mới có... có mền, có cái võng quần lót ở dưới, rồi có mùng. Rồi mình trải trải tấm bạc đây ha. Rồi bắt đầu là mới lót cái mền. Rồi mới văng cái mùng. Cái mùng ở đây ha. Hai bên cây đủ gì. Coi đơn giản gọn nhẹ ha. Nhưng mà ở trên này thì cũng có bóng cây. Tính ra Huynh Tiến chọn cái nơi này nó cũng mát mẻ ha Huynh. Nhưng thì ở đây là mát đó. Dạ. Ở đây nó giống như là cái ruộng. Dạ. Nhưng mà ở đây gọi là vùng biển á, thì mình gọi là ruộng biển á. Dạ. Ruộng ao. Dạ. Còn ở những cái nơi mà trồng lúa đó thì mình gọi là ruộng lúa. Dạ. Ở đây mình là ao. Vậy là tối là mình ngủ ở đây. Rồi ở đây có một cái võng. Như vậy là ở đây là Huynh, nếu mà Huynh lấy nước là Huynh đi lấy nước từ đâu Huynh Huynh Tiến? Huynh lấy nước ở anh em huynh đệ cùng tu với nhau á. Dạ. Là nơi đây là quê hương của huynh đệ hồi cũng niệm Phật chung với Huynh. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì thật ra là nhìn là cái nơi của Huynh là rất là gọn luôn nè quý vị. Đó có võng để mà nằm, rồi cũng một cái bếp thường dài viên gạch, rồi bắt đầu là có cái ấm nước nè quý vị. Thì Huynh nấu để mà vừa có thể là nấu mì. Ở đây cũng chưa có mì gói gì hết trơn hả Huynh? Cũng có được vài gói. Dạ. Huynh để chia sẻ cho mình. Dạ. Cũng được ít hả Huynh? Cũng được một ít bánh rồi quý vị. Rồi bánh ngọt, rồi trà, rồi một ít này là đồ nêm nếm. Rồi một ít tỏi gừng. Đó quý vị. Cái thuốc giải của Huynh nè. Thì dĩ nhiên là những cái một cái clip đầu như thế này á, thì Nguyễn cũng chưa tập trung vào cái lời pháp, thì cũng quay cho tất cả quý vị khán giả mình cùng xem.
Đó, chè bạc gì đó quý vị ơi. Rồi thì bây giờ để hai huynh đệ Nguyễn uống nước trà chút xíu đi. Rồi giờ chia sẻ rồi lời pháp cho tất cả quý vị khán giả cùng xem. Nãy giờ thì Nguyễn đi lội bộ vô thì cũng khát nước rồi quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Đây quý vị, thì hai huynh đệ cũng chưa uống nước trà luôn. Nguyễn vừa có cuộc điện thoại nghe điện thoại đó quý vị. Rồi thấy Quỳnh đang nấu rồi thôi cũng chia sẻ với vị khán giả. Nói vậy chứ mình tu nhưng mà nhiều khi các món chay mình cũng chưa rành. Nhiều khi mình muốn phát tâm niệm Phật ăn chay vậy đó Quỳnh. Mà mình cũng chưa biết nấu sao. Cái này là Quỳnh cho dầu nóng trước hả? Cho dầu nóng trước rồi mình cho nghệ vô. Dạ. Rồi mình bỏ đậu hũ vô cái mình xào lên. À. Cho cái miếng đậu hũ nó hơi sắc sắc một chút. Rồi lúc đó mình mới nêm gia vị. Là cái này mình có để nước hay là gì không Quỳnh? Có nước. À một chút mình sẽ để nước thêm ha. Đây. Để mình kho cạn lại là vừa. Đó. Để vô mình xào cái đó đi. Kho như vậy á, là mình để lâu được. Thường thường là nếu mà cái này là mình ăn chừng 3 ngày không Quỳnh? Hơn á. 3 ngày hơn luôn hả? À, tại vì Quỳnh ở có một mình nè. Dạ. Quỳnh ăn cũng ít lắm. Khi một ngày có 1 cử, 2 cử à. Dạ. Chứ cũng không có phải giống như bình thường mà cử nào mình cũng ăn. Dạ. Nên như đây đồ ăn là tính ra cũng lâu lắm. Thì quý vị khán giả mà nếu mà có hành quả ăn chay rồi á thì quý vị cũng biết. Nếu mà mình ăn mặn á thì mình ăn rất là nhiều. Nhưng mà ăn chay rồi á, mình nhiều khi mình ăn một chén cũng đủ, mà hai chén cũng đủ. Rồi nhiều khi ăn nó vừa bụng cho nó có bữa cũng được ha Quỳnh ha. Ừ. Mà đặc biệt cái ăn chay này thì nó giúp thân tâm mình rất là nhẹ nhàng quý vị. Nguyễn ăn rất là cảm thấy là happy. Thì bây giờ á, là cái này là mình bỏ hết luôn hả Quỳnh? Bỏ hết luôn hả? Đây quý vị. Ôi ôi. Cái này là củi rồi mình nhặt vòng vòng đây ha. Vòng vòng đây. Hình ảnh này đẹp đó quý vị. Thiệt Nguyễn cũng thích lắm. Nó tuy là nó hang sơ nhân giả bình thường. Nhưng mà nó rất là quý cho những anh em mình đại mà tụ tập mà tìm cái nơi xa lắm lợi danh đó quý vị. Thật sự là khi mà em bước chân vào chỗ cái nơi Quỳnh tiến tu á Quỳnh Tiến. Thì là cảm nhận là nó có một cái rất là gần gũi. Anh em huynh đệ là như là cái nơi mà giàu thiệt giàu á, mấy huynh cảm nhận đi, nó sẽ có cái được cái mất. Nhưng mà khi một cái nơi mà rất là đơn giản, rất là hoang sơ như thế này á, thì không có gì để mất, làm cho thân tâm anh em mình rất là nhẹ nhàng hay huynh Tiến ha. Đó là nhận mỗi một cái vùng á, nó có một cái gọi là khí thanh và khí trượt đó. Dạ. Thì mỗi một vùng nó đều có như vậy. Nên nếu mình để ý thì mình sẽ thấy. Cái thanh trượt này nè Quỳnh, là nó là trong cái cuộc sống luôn hay là trong hành thiền nữa Quỳnh? Thì kiểu Quỳnh có thể chia sẻ được phần này không Quỳnh? Cái thanh trượt này á là nó có trên cái vũ trụ tứ đại của mình. Dạ. À, nhưng mà mình á thiền á thì mình để ý mình dễ hiểu hơn. Dạ. Còn nếu mình không thiền á thì nó vẫn có nhưng mà mình không hiểu mà mình cũng không gặp. Dạ. Đó. Mà nếu mà vị nào thiền á thì họ sẽ nhìn và nhận nó rất là dễ dàng mà nó rất là dễ hiểu. Dạ. Đó. Cái đó là có cái khí thanh khí trượt á thì nó cũng tương ưng với là các vị nhìn ha. Nó là cái xạ đó. Dạ. Ví dụ bây giờ mỗi một sinh vật nó đều có cái xạ riêng. Dạ. À, giống như là cái con sóc á, thì mình thấy cái xạ của mùi sóc. Dạ. À, thì con chồn thì nó có cái xạ của con chồn. Con dạ. Người mình nam nó có cái xạ của nam. Người nữ có cái xạ của nữ. Đó gọi là cái từ trường thanh trượt. Cái trên vũ trụ này mình đã có sẵn. Các vị thiền thì các vị sẽ nhìn ra những cái đó. Dạ. Và tại vì người thiền á là người ta nhìn hơi thở. Dạ. Mà hơi thở đó là khí.
khí thanh và khí chuột, mình dễ nhìn nhận lắm. Như là mình khi mà mình nhìn một người nào đó thì cái hơi thở vào hơi thở ra mình cảm nhận được là nó nhanh hay cảm nó chậm thôi. Những cái rung động đó trong thân thể từ hơi thở nó chuyển sang hành động, đúng không Vinh? Đúng rồi. Thì mình cảm nhận là, thì như quý vị nhìn những người thanh tịnh thì quý vị biết, mà những người rung động nhiều thì quý vị cũng biết. Thì thôi bây giờ hai anh em mình đợi mình hay là mình có một cái ghế hả, hai anh em mình ngồi đất luôn ha, được không? Được. Trải trải tấm bạc đi, hai anh em mình trải tấm bạc ngồi quý vị, chứ người ngồi ghế người ngồi giống thì cũng nó cũng không thoải mái. Để hai anh em mình đợi để Nguyễn ngồi. Nguyễn trời ơi, lên núi thì cũng ngồi đá, ngồi ngồi gốc cây, ngồi đất cũng thoải mái à. Hay là cái này hai anh em mình xếp lại gấp đôi luôn không? Không, nó gọn luôn, dài luôn ha. Dạ. Dài luôn. Rồi, nói đi quý vị. Đêm huynh chảy vậy đó. Dạ. Rồi ở trên lấy cái võng mình lót. Lót ha, lót ngủ ha. Cái mền thì để sẵn. Dạ. Lạnh thì đắp, mà không lạnh thì thôi. Dạ, tính ra nếu mà có cái mụn gì huynh hành thiền thì cũng dễ dàng hơn ha huynh ha. Đúng rồi. Tại vì nếu mà không có mụn thì mũi nó chích. Là có nhiều con nó chết vô cái là nhói luôn vậy. Dạ. Yeah. Nói chung là con người mình chịu đựng là không có được. Dạ. Yeah. Nhiều con nó chết vô nhói luôn á. Dạ. Yeah. Với lại là khi mà mình hành thiền thì mình cần, khi mình đang quan sát tâm mới quý vị, thì cái thân từ bên trong là những ảnh hưởng của thân nó đã tê, nó đã nhức. Rồi bắt đầu là nó đã ngứa ngáy, hay là trong những bước đầu tiên đó nha quý vị. Thì nó đã như vậy rồi, mà gặp mấy ông mũi bay vô ve đồ nhiều nữa. Thật ra thì người ta định tâm cũng được, nhưng mà đôi lúc cũng phải giữ sức khỏe để mà mình tiếp tục hành thiền ha huynh ha. Đúng rồi. Dạ. Có nghĩa là nó chết mình thì không có chết đâu, nhưng mà khi mà có nhiều con mũi thật sự là nó chết nhất lắm. Dạ. Vì lại là ở đây thuốc thang thì nó cũng ít nữa quý vị, nên đôi lúc kỹ một chút thì nó sẽ đỡ hơn cho mình. Để mà mình khỏe, mình hành thì cũng ít sử dụng tiền nữa. Để mà mình tiết kiệm đó quý vị, tiết kiệm người tu mà. Ồ, mình xịt nước tương luôn hả Quỳnh? Đó là mình niêm đó ha. Ồ, có lý à. Cái này hồi chắc nó lên màu nghệ chắc đẹp lắm hả Quỳnh? Đẹp. Vàng quý vị. Cái này mà có miếng nấm nữa ha. Nguyễn lại tham nữa rồi quý vị ơi. Có miếng nấm nữa là ngon lành luôn. Nó mình cũng chưa có bàn gì hết trơn, cũng để đỡ trên cây, sợ để dưới là kiến mấy ổng cũng nhiều ha huynh ha. Ừ. Đó, thì từ từ, tại vì là mình cũng mới mà mới về chỗ này, mọi thứ nó cũng chưa có đầy đủ. Này chắc cái đèn là này là huynh để mà đi ra đi vô nè, rồi mình để đỡ ở đây đi. Đây quý vị, bây giờ hả là huynh nêm nước tương, rồi huynh nêm ít muối hả? Muối, bột ngọt ha. Được. Dạ. Ở đây không có bột ngọt, huynh nêm ít đường. Ít đường thôi ha. À. Dạ, cho nó có hơi vị mình ăn được à. Đúng rồi. Rồi bây giờ thì để chỉnh lửa vô quý vị. Chỉnh lửa. Đây bây giờ là huynh Tiến là châm trà cho Nguyễn rồi nè. Thì huynh có thể chia sẻ cái cách châm trà được không huynh Tiến? Quynh thì Quynh nấu trà là nó có, thứ nhất có màu, nó cái thứ hai nữa là nó có cái mùi đậm đậm của trà. Dạ. Yeah. Còn có nhiều huynh đệ thì nói huynh pha vậy là hơi đậm. Dạ. Yeah. Uống được. Dạ. Yeah. Như là huynh để trà vô cái ấm luôn, rồi huynh nấu luôn, nấu sôi luôn. À, giống như là mình gọi là trà thuốc vậy, nó nấu thuốc bắc vậy, cà phê kho vậy đó. Dạ, yeah, cà phê kho ha. Là huynh nấu trà là huynh ấy vậy thì nó mới ra hết chất. Dạ. Yeah. Chứ còn mình nấu nóng lên mình bỏ trà vô thì nó không ra hết chất, cái độ nóng nó không đủ. Dạ. Yeah. Mà huynh nấu là nó ra cốt luôn. Ra cốt luôn, ra cốt trà luôn. Uống ngon lắm. Dạ. Yeah. Như là nếu mà thuốc bắc á thì mình nấu ba như nấu sắt vậy đó. Đúng ba rồi. Chén về một chén. Ừ. Thì là cái những cái chất trong thuốc nó sẽ tan hết trong nước và nó rút về vào nước. Đúng rồi, nó ra cốt luôn. Dạ. Uống nó mới ngon. Dạ, đầu để bữa nay là Nguyễn thử cái trà này các quý vị. Quá đúng rồi, thích. Nói chung á là Nguyễn cũng mê lắm. Mê trà, cà phê. Đi Long Nhông thì với mấy Quỳnh thì mê mấy cái đó thôi chứ không có mê gì mấy. Quỳnh thì bỏ không có nhiều nhưng mà nó ra cái như vậy nha. Nhiều khi người ta nghĩ là Quỳnh nấu đặc nhưng mà không phải vậy. Dạ. Mời Nguyễn uống nước trà nghe. Dạ.
Vậy hai bên đây mình uống trà nha. Cuộc sống thì nó đơn giản vậy thôi đó quý vị. Nhưng mà cái chỗ này á, để mà ngồi uống nước trà với nhau gì là cũng ít người được lắm quý vị. Trong cuộc sống bận rộn này, nhiều khi sáng á, bữa ra các anh em mình đã tìm mồi là lo đi làm rồi, lo kiếm bữa ăn, chén cơm, rồi bạc nước. Chứ không có rảnh rỗi mà uống nước trà cho mấy huynh đệ. Thì tại vì cái thân tâm nó như vậy. Nhưng mà có một cái chuyện mà Nguyễn cũng muốn là hỏi Quỳnh Tiến. Thì người ta thì cần nhà cao cửa rộng, còn mình á thì ngồi vui vẻ với một hai ly trà. Thì cái như cái nơi chậu ở của Quỳnh vậy nè, tại sao mà Quỳnh lìa bỏ được những cái ngôi nhà hay là những cái tham, cái chữ tham trong đời sống, mà Quỳnh lại lìa về một cái cảnh thiên nhiên hoang sơ bình dị? Thì cái chỗ này, cái tham này nó như thế nào, và cái tham trong Phật giáo là như thế nào, và cái tham ở đời như thế nào nhỉ? Em cũng có một chủ đề như vậy để mà nhờ Quỳnh Tiến chia sẻ đối với cho mọi người cùng biết thêm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, còn giờ mời Quỳnh. Xin kính chào các vị. Dạ. Thì hôm nay cũng có cái duyên thì mình xin chia sẻ đến các vị cái chữ tham. Đệ Nguyễn có hỏi là chữ tham. Dạ. Thì cái mà mình nêu ra cái vật chất á, mà người ta làm trong cái thiện á, là nó không tham. Dạ. Nó, mình nói cuộc đời trước. Dạ. Là nó không tham. Hay cái đó là cái nhân duyên của nhiều đời nhiều kiếp người ta cũng đã có tu thiện. Dạ. Làm phước thiện. Dạ. Thì cái đời này người ta sẽ làm lao động nó nhẹ hơn. Dạ. Cái người mà kiếp trước mình không có tu thiện, mình không có phước đức thì nó sẽ không có vật chất. Dạ. Những cái vị ở cuộc đời mà họ làm ít mà họ có nhiều tài sản là do cái nhiều đời nhiều kiếp họ đã có tu rồi. Dạ. Ngày xưa Huynh cũng có một cái suy nghĩ tại sao mình làm nhiều, mình nỗ lực nhiều nhưng cái hưởng lại của mình nó rất là thấp kém. Dạ. Thì sau này á, Huynh đi đường này thì Huynh hiểu rằng cái mà giàu sang của cuộc đời không phải là tài năng của một con người. Dạ. Mà nó phải cộng cái phước của cái vị đó nhiều đời nhiều kiếp. Còn những người không có phước mà giàu thì Huynh chia sẻ này thì nó hơi có đụng chạm chút đỉnh nhưng mà các vị cũng bỏ qua cho. Dạ, đôi lúc trong những cái lời pháp bắt buộc là mình phải vào sự thật thôi Quỳnh. Đúng rồi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà cái tham của nhà Phật người ta nhìn ra là cái tài năng mình không có. Dạ. Nhưng mà mình lại hưởng nhiều. Dạ. Đó là mình tham. Dạ. Tham là ở đây là tại vì mình có gian dối trong đó. Dạ. Thì nó được vô cái chữ tham. Dạ. nó được vô cái chữ tham. Đây là mình chia sẻ cái ở cuộc đời nó là như vậy. Thì tài năng thì nó không có nhiều, phước báo thì cũng không có. Dạ. Mà tại sao người đó người ta cũng giống như một cái vị giàu sang phú quý. Dạ. Họ chân chính nhưng mà người ta lại giống như các vị đó, thì sau lưng đó nó có một cái sự gì đó thì các vị đủ hiểu rồi. Dạ. Đó đặt vào chữ tham. Có nghĩa là cái tài năng mình không tới mức đó. Dạ. Thì mình phải có thủ đoạn. Dạ. Đó thì mình chia sẻ cái này đó là cái sự thật thôi. Nhưng mà đôi khi nó có hơi đụng chạm. Thì đó là cái mình giải cái chữ tham nó nằm ngay chỗ đó. Dạ. Luôn cả những cái vị tu cũng vậy nữa. Tại sao những cái vị tu mà quán chiếu, gọi là quán chiếu miếng ăn, quán chiếu sự việc, cộng hưởng, người ta quán ngay chỗ đó. Dạ. Là mình có đủ phước đức hay không. Có nhiều lần Huynh có những cái Huynh không tiếp nhận những cái phước là mình đang quán chiếu và dung bồi
cái đức hạnh của mình. Chứ có nhiều người họ không nghĩ ra thì họ nói mình là cao ngạo. Dạ. Nhưng không phải. Tại mình quán chiếu rằng cái đó mình có nên mình nhận hay không? Nên hay không? Dạ. Tại vì Phật thì không có cấm. Nhưng mà Phật nói cái môi trường sống của mình nên hay là không nên. Đó là như vậy. Thì Huynh chia sẻ đó là cái tham là nó là như vậy đó. Dạ. Nếu cái người giàu sang phú quý họ không có cái mâu thuẫn thì đó là họ đã phước đức nhiều. Dạ. Đời họ đã từng cống hiến. Tới ngày hôm nay họ chỉ cần làm nhẹ hoặc họ không làm, họ có một ý tưởng thôi thì họ lại có. Dạ. Cái người này là được gọi là người trời. Dạ. Khi mà cái người mà tu phước đức nhiều thì họ sẽ được cái tâm của người trời là nghĩ gì có đó. Dạ, quý quá. Đó, đây là nằm trong cái cảnh giới của người trời. Tuy rằng họ cũng là một con người giống mình. Dạ. Nhưng mà tâm họ là tâm trời. Dạ. Tâm của người trời. Giống kiểu mà cũng là con người với nhau nhưng mà tần số của họ là thanh cao. Đúng rồi. Dạ, nó thanh và đúng nó rồi. Cái tần số cao. Các giống vị kiểu... đó nhiều khi họ không làm nữa. Dạ. Họ chỉ cần có ý tưởng thì sẽ có những người khác làm. Dạ. Đó thì họ là nằm vào cái tâm trời. Đó là thế giới là gọi là trời người Atula, ngã quỷ, súc sanh và địa ngục. Dạ. Còn những cái vị đặt vào cái tham thì họ nằm thế giới nào mình đã hiểu rồi đó. Dạ. Đó. Thì nếu mình nói thì nó hơi gia chạm. Dạ, cũng như là sáu đường. Đó. Một đường sáng, một đường tốt. Đúng thì rồi. Cái tần số thanh cao thì mình là đường sáng. Đường sáng. Còn nếu mà mình tần số mà mình hơi thấp thì mình nằm ở đường còn hơi tối tối. Đó. Và tối. Đó thì, là ba đường ác đạo. Dạ, ba đường thiện, ba đường ác ha Huynh ha. Thì dạ. Ở thế gian mình gọi là người tham với người không tham. Dạ. Có một cái điều mà Nguyễn cũng muốn hỏi là Huynh Tiến là gì quý vị. Tại vì làm sao mà Huynh bỏ được cái chữ tham mà thay vì người ta cần một cái nhà ấm áp, ấm cúng, còn mình là cần một cái nơi là thanh tịnh, hoang vu, ít vật chất. Thì những cái ngày đầu mà Huynh đi như vậy nè, thì Huynh có cảm thấy mình thua súc mọi người không? Hay là mình còn muốn nhiều hơn không? Còn bây giờ, thì Huynh lại trở lại một nơi thanh tịnh như vậy, thì Huynh diệt trừ lòng tham như thế nào? Thì nhờ Huynh Tiến chia sẻ. Cái mà để mà mình diệt trừ cái tham, mà dạ. Cái này không gọi là diệt trừ. Dạ, một Phật. Mà cái này nó nằm trong chữ giới. Dạ. Giới đây là cái giới hạn, nó không nằm vô cái giới luật. Dạ. Tại vì mình đâu có cấm mình. Cái giới là cái giới của mình. Thì dạ. Mình không gọi là mình cấm mình. Dạ. Mà ở đây cũng tương ưng với lời Phật dạy giới, giới định tuệ. Thì giới đây đó, mình phải hiểu là cái giới hạn của mình nhu cầu. Thì khi mà mình muốn kiểm soát cái tham của mình á, thì mình phải hỏi mình cần gì. Thì những cái mà mình không cần là mình không đòi hỏi. Dạ. Thì nó lìa cái tham ra. Bây giờ Huynh chỉ ví dụ một cái thôi. Dạ. Ví dụ ai cho Huynh cái chiếc xe hơi đi. Dạ. Nhưng mà Huynh không thích. Huynh lấy làm chi? Dạ. Mà nếu mà Huynh không thích Huynh lấy là Huynh tham. Dạ. Mà nếu mình không thích mình không lấy đó là mình không tham. Dạ. có bây giờ đặt ra một cái ví dụ, người ta nói cho Huynh một cái nhà lầu 4-5-8 đi. Dạ. Huynh hỏi mình ở đó để làm chi? Nếu mà mình ở đó mình không làm gì vậy mình lấy chi? Dạ. Mà nếu mình lấy thì mình tham, nó lọt vô liền. Dạ. Tại sao mà Huynh mang một cái đơn giản là bởi vì cái đó Huynh cảm nhận là Huynh sống cái đó, nó thực sự cái đó.
Mà cái Phật dạy gọi là chân thật. Chân lý là chân thật, nó thật ngay cái của mình. Tại vì sao mà huynh không mê cái đó là bởi vì huynh đặt ra một ví dụ thôi. Cho huynh một cái nhà lầu 7 tấm. Nội huynh quét cái nhà lầu đó không, huynh cũng chết nữa. Cho nên huynh không mê. Mà nếu bây giờ nếu mà huynh ở cái nhà lầu đó mà huynh không quét, huynh phải kiếm người quét. Vậy là cái khổ. Rồi mình phải làm một cái gì đó để mà bảo vệ cái nhà đó và bảo vệ cái đồng lương cho người làm đó. Đó là cái khổ chứ không phải cái sướng. Là muôn chiên khi mà mình tham, mình khởi lên cái sự tham, mình khởi lên cái sự mê, thì muôn duyên đau khổ nó sẽ đến với mình. Nó đến. Chất. Dạ, Nam Mô Phật. Nó đến. Mà cái đó nó có phù hợp với mình hay không? Dạ. Nếu mà cái đó không phù hợp với mình, mà mình muốn là mình tham rồi đó. Mình ở chỗ đó có vui không? Nếu mình ở chỗ đó không vui, có nghĩa là mình là sống vô nghĩa. Dạ. Yeah. Là đi tìm lại chính mình. Mình thích cái gì? Thì nó nằm vô qua cái câu như vậy nè. Ta từ đâu đến đây? Đến đây để làm gì? Chết mình đi về đâu? Vậy thì huynh dùng cái hiện tại là mình sống để làm gì? Vậy thì cái mình hiểu đó là cái gì mà mình thích là được. Dạ. Thì cái đó là cái niềm vui của mình. Mà ai cũng muốn có hết. Ai cũng muốn thanh thản, ai cũng muốn an nhàn hết trơn. Dạ. Mà cái đó không, nó không quy vô vật chất và tiền bạc. Dạ. Một cái lối sống tinh thần vững mạnh hay huynh ha. Thì mình tìm cái sự thật nó là như vậy đó. Và cái thứ hai nữa là huynh đã từng chết đi sống lại rất nhiều lần. Thì huynh mới thấy ra rằng đó là những cái đó nó không đem lại cho mình một cái gì cả. Mà có khi nó đem lại cho mình nhiều cái phiền thối. Là càng dính vô càng phiền não hay huynh ha? Có nghĩa bây giờ mình nói cái dễ hiểu hơn. Mình phải biết mình là cái gì. Mình sống để làm gì. Cái này các vị công phu hiểu liền. Người thường người ta thường nói là sống cho mình trước rồi mới sống cho người. Đây gọi là sống cho mình trước. Mình muốn gì? Mình thích gì? Mình cần gì? Thì mình cần cái vui và cái an. Vậy thì cái vui và cái an thì người giàu người nghèo gì ai cũng khoái hết. Dạ. Thì mình tìm cái đó là chính xác. Nhưng mà thiện hay không, mình không tạo quá những oan nghiệt, những oan trái với mọi người, đó là thiện. Dạ. Mình không có tranh giành. Cũng giống như cái nơi mà huynh để mình ngồi á. Dạ. Thì nếu mà huynh không tu, huynh không có ngồi được ở đây. Dạ. Mà để không quay người tu về đây cũng không được vô đây luôn. Đúng rồi. Dạ, Mô Phật. Tại vì trên đường để đến đây, để cũng biết rồi. Mình phải đi qua bao nhiêu cái cổng. Dạ. Yeah. Nếu như huynh không đi tìm cái an nhiên của chính mình á, thì huynh cũng không được ngồi đây. Dạ. Yeah. Lúc đó huynh ngồi chỗ nào á? Có thể là quán cà phê, hay là quán nhậu, hay là, đúng rồi, đó. Là một cái nơi nào khác nữa, chẳng hạn. Nó có còn nhiều cái gì đó quý vị. Thì thôi hai anh em mình để mình uống nước trà với nhau một cái đi. Mô Phật. Dạ, dạ huynh. Ngồi huynh. Dạ, Mô Di Đà Phật. À, công nhận là nước trà đủ vị huynh. Nó vừa chát chát mà nó làm như là nó không quá đậm nha. Đề nghị mới nãy là nước trà này nó cực kỳ đậm. Ừ. Mà khi mà uống vô thì cái hương vị của trà hình như nó nồng nàn hơn quý vị. Nó đậm vị hơn, làm cho mình là thì quý vị thôi, thì Nguyễn cũng mời tất cả quý vị khán giả mình uống nước trà với Nguyễn với Quỳnh Tiến nha quý vị. Thì dĩ nhiên
là nãy giờ mình chia sẻ đó là những cái chất liệu của giải thoát rồi đó quý vị ơi. Thật ra huynh Tiến cũng huynh Tiến khi mà nói về cái gì mình thích, cái gì mình thích, những cái thích đó là những cái thích giải thoát đó. Rồi tới cái vụ mà hút thuốc đây nè, thì trong clip này dĩ nhiên là huynh có nghĩ đó tất cả những gì huynh đang làm là cái chất liệu để mà huynh giải thoát không huynh? Cái những cái mà huynh đang làm và đang sống là những cái đó mình đang đi tìm đến con đường giải thoát. Dạ. Mà cái chữ giải thoát đây á thì mình cũng xin chia sẻ là người ta thường quan niệm á là giải thoát á là phải như Phật. Dạ. Nhưng mà nó không giống như cái ý niệm của mà chúng ta thường nghĩ như vậy. Dạ. Cái giải thoát đây á, là mình khi mình mất đi á, mình đừng sa vào bốn đường ác đạo là mình đã giải thoát, và mình sẽ được đến một cái chỗ gọi là cõi thanh tịnh, gọi là cái thế giới của thiện nhân. Dạ. Cái thế giới của thiện nhân á, nó không phải là cao, nhưng mà nó xa bốn đường ác đạo. Dạ. Mà bao nhiêu người ao ước. Cái giải thoát này là mình giải thoát bốn đường ác đạo, chứ không phải mình nói mình giải thoát là mình sẽ thành một vị Bồ Tát. Dạ. Hoặc là mình thành một vị Phật. Dạ. Đó là hiểu lầm. Cho nên cái câu giải thoát đây là giải thoát bốn đường ác đạo. Ở trên gọi là ngộ lý đó, người ta nói ba đường ác đạo. Yeah. Nhưng mà trên con đường công phu của huynh á là huynh thấy bốn đường ác đạo. Đó là Atula vẫn là ác đạo. Yeah. Vẫn còn chiến tranh. Đó là thế giới của Atula là vẫn còn chiến tranh. Yeah. Thế là Atula thì phước báo như trời đó huynh. Phước báo thì có. Dạ, nhưng mà đức... tính sân hận vẫn cao. Dạ. Thì cái thế giới Atula nó vẫn còn là con đường gọi là ác đạo. Dạ, vẫn chưa làm chủ được cái thân tâm của mình. Đó, nó chưa dạ. chưa đi hẳn qua con đường giải thoát. Dạ. Nếu mà đi hẳn qua con đường giải thoát là mình không sa vào bốn đường ác đạo đó. Yeah. Và nó sẽ đến một cái cõi thanh tịnh, gọi là cái cõi thiện nhân. Và lên đó là cái vị, những cái vị thiện nhân đó cũng chưa gọi là A-la-hán nữa. Yeah. Mà các vị đó được quyền lựa chọn là tu nữa hay không. Yeah. Nếu mà không thì các vị đó vô sáu nẻo luân hồi tái sanh. Yeah. Còn nếu các vị đó muốn tu nữa thì từ đó tu tiếp, thì những cái hình ảnh mà có các vị gọi là đồng cư sĩ, mỗi người một tòa sen, đó chính là cõi thanh tịnh. Mà ở đây huynh công phu huynh nhìn được cái đó và huynh hiểu được cái lý đó. Từ chỗ đó cái người này là gọi là nằm ngoài sáu nẻo luân hồi. Yeah. Nếu các vị đó tu nữa thì các vị đó sẽ nằm vào cái thế giới của siêu hình và tu nâng cấp là gọi là bên Phật gia. Dạ. Yeah. Thì kính thưa quý vị khán giả, thì đây là cái clip đầu tiên mà Nguyễn đồng hành cùng Huynh Tiến về cái nơi tu tập của huynh. Thì còn cái vụ hút thuốc đó nè, thì hồi Nguyễn cũng sẽ hút thuốc với huynh luôn. Để xem coi là cái hút thuốc này nó có phải là mình đang thiếu hạnh hay không, hay là nó như thế nào. Rồi cộng thêm là những cái lời chia sẻ của huynh, thì để mà cái hành trình giải thoát thì dĩ nhiên là nó phải trải qua từng lớp, từng màn, từng bước. Thì Nguyễn sẽ làm thêm về huynh Tiến nữa để gửi đến tất cả quý vị. Thì huynh Tiến rất là chân thật quý vị. Hút thuốc thì mình cứ hút thuốc thôi. Rồi cho khán giả suy nghĩ sao suy nghĩ. Nhưng mà Nguyễn nãy giờ cảm nhận là những cái lời pháp của huynh rất là chân thật.
và rất là hay. Nếu mà mình suy nghĩ thêm một chút nữa thì sẽ có chất liệu giải thoát ở đó quý vị. Thì Nguyễn sẽ làm thêm clip để cho tất cả quý vị khán giả cùng xem. Còn cuối clip thì Quỳnh Tiến có đôi lời gì nhắn nhủ với tất cả quý vị khán giả không Quỳnh? Thì Quỳnh, Quỳnh thì chỉ chúc phúc cho các vị trên con đường đạo hay con đường đời cũng được luôn luôn bình an và yên vui. Đó là ai cũng muốn hết. Từ cái người tu, hạnh tu cho tới người đời, giàu sang hay nghèo hèn, vì ai cũng muốn bình an và hạnh phúc. Vui tươi là luôn ở trên gương mặt của tất cả chúng ta. Thì Quỳnh thì chỉ có thể chúc phúc cho các vị là như vậy thôi. À, dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trong clip này thì Nguyễn hy vọng những hình ảnh, những cái câu chia sẻ thì sẽ giúp cho quý vị bước đầu nhận thức được và bước đầu tiến về con đường thiện nhân. Thì Nguyễn dĩ nhiên là cái con đường này thì Quỳnh đã nói lên thì nhân duyên của Quỳnh rồi, thì Nguyễn dĩ nhiên là sẽ làm cái con đường thiện nhân này là con đường như thế nào đây nè, phải đi sâu sắc, phải đi chi tiết nè, để cho tất cả quý vị khán giả cùng hiểu hơn. Còn bây giờ thì Nguyễn cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã xem cái video clip mà Nguyễn thực hiện cùng Quỳnh Tiến ở một cái nơi thanh tịnh, một cái nơi an lạc như thế này quý vị. Rồi bây giờ thì Nguyễn sẽ nghỉ ngơi một chút xíu, cùng Quỳnh uống nước trà, rồi sẽ dùng một điếu thuốc với Quỳnh, sẽ dùng với Quỳnh hút thuốc bình thường, rồi sẽ chia sẻ tiếp cho tất cả quý vị để xem coi. Càng ngày bây giờ là càng phải thiệt với nhau nè. Đó, hút thuốc thì mình hút thuốc thiệt, mà lời nói cũng là lời nói thiệt, mà hành động thì cũng là hành động thiệt. Thì hy vọng tất cả quý vị khán giả tâm chấp, dĩ nhiên là tâm chấp hút thuốc là tự Nguyễn cũng biết rồi đó, và tâm chấp phiền não thì Nguyễn cũng biết rồi đó. À, rất là nhiều nè, bây giờ là bắt đầu là phá từ từ để cho tất cả quý vị khán giả mình có một cái ngày thanh tịnh, giờ thanh tịnh, các thanh tịnh và miền mặt thanh tịnh. Nam Mô A Di Đà.